Tờ Bloomberg nhận định, ngay cả huyền thoại đầu tư Warren Buffett cũng không thể tránh khỏi cuộc chiến văn hóa doanh nghiệp. Bloomberg đưa tin, vào thời điểm ngay trước cuộc họp cổ đông thường niên của tập đoàn Berkshire Hathaway, một nhóm vận động bảo thủ có tiếng tăm đã kêu gọi bãi nhiệm ông Warren Buffett, buộc ông rời khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn. Nguyên nhân là bởi vị tỷ phú có quan hệ mật thiết với Bill Gates, người theo phái tự do với quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates. Dẫu vậy, Bloomberg nhận định, đề xuất này có rất ít cơ hội được thông qua tại cuộc họp sắp diễn ra vốn thường là một lễ kỷ niệm hàng năm của Buffett. Tuy nhiên, động thái kể trên cho thấy rằng ngay cả Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới và là một nhân vật được tôn sùng rộng rãi vì sự nhạy bén trong kinh doanh, cũng vẫn không thể tránh được việc bị kéo vào các cuộc tranh luận chính trị gây chia rẽ. Theo Bloomberg, cấu trúc tập đoàn và kế hoạch cho người kế nhiệm Berkshire đang là vấn đề được quan tâm. Được biết, vị tỷ phú sẽ giữ chức vụ giám đốc điều hành nếu được thông qua tại cuộc họp cổ đông diễn ra ở thành phố Omaha, bang Nebraska vào thứ Bảy theo giờ Mỹ. Tổ chức vận động bảo thủ có trụ sở tại Virginia cho rằng Warren Buffett là hình ảnh đại diện của Berkshire. Chính bởi vậy, các ông đối với các vấn đề phe phái có thể sẽ đối lập với quan điểm của khách hàng, nhà đầu tư hoặc đối tác. Nhóm này chỉ ra sự hỗ trợ tài chính lâu dài của Buffett cho quỹ Bill và Melinda Gates, một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới tập trung vào y tế, giáo dục và bình đẳng giới, mà các nhà phê bình cho rằng có quá nhiều quyền lực và không có trách nhiệm giải trình. Tổ chức này cũng chỉ ra mối quan hệ của Bill Gates với Jeffrey Epstein, nhà tài chính và tội phạm tình dục nguy hiểm. Peter Flaherty, người của nhóm vận động bảo thủ, cho biết Buffett muốn giữ khoảng cách với chính trị nhưng ông vẫn tham gia vào chính trị. Dường như Buffett muốn đứng ở cả hai bên. Người phát ngôn của Berkshire đã không trả lời yêu cầu bình luận. Nhưng bên cạnh đó, hội đồng quản trị tập đoàn tin rằng chừng nào ông Buffett còn là giám đốc điều hành của Berkshire, ông ấy nên tiếp tục giữ cả vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, hồ sơ tập đoàn cho biết. Tuy nhiên, như ông Buffett đã nhiều lần tuyên bố trước đây, một khi ông không còn là giám đốc điều hành của Berkshire nữa thì một giám đốc không điều hành nên được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị. Thực tế, năm ngoái, tập đoàn cũng đã phải đối mặt với yêu cầu tương tự từ một tổ chức nhận được sự ủng hộ của gần 11% cổ đông, bao gồm các quỹ hưu trí của công chức California Copper và quỹ hưu trí lớn nhất nước Mỹ. Nhưng đề xuất đó không đưa ra tuyên bố muốn loại bỏ vị trí chủ tịch của Buffett chỉ vì mối quan hệ của ông với Bill Gates hay vì các hoạt động chính trị khác. Copper và một số nhà đầu tư ủng hộ việc tách biệt vị trí chủ tịch và giám đốc điều hành, bởi họ cho rằng việc quản trị tập đoàn sẽ kém hiệu quả nếu cùng một người nắm giữ cả hai vai trò. Chúng tôi tin rằng Berkshire Hathaway sẽ hoạt động tốt nhất nếu ông Buffett chỉ tập trung vào công việc của mình với tư cách là giám đốc điều hành, Copper cho biết. Tuy nhiên, họ cũng không đồng tình với quan điểm của nhóm bảo thủ. Theo người quan sát, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.